hello xin chào tất cả mọi người lại là mình đây hôm nay mình sẽ bắt đầu đi vào chia sẻ cái cách mình kiếm cơm gạo từ trò chơi sóc đĩa này nhé mọi người hãy lắng nghe và xem hết video ngày hôm nay nhé đầu tiên cái quan trọng nhất ở trong cái trò chơi này đó chính là cái nguồn vốn không có vốn thì làm sao mà sinh ra lợi nhuận được phải không ạ vậy vốn bao nhiêu là đủ vốn thì tùy thuộc vào mỗi người vì người có vốn ít và người sẽ có vốn nhiều nhưng mà tối thiểu cái số vốn đó chia ra ít nhất là mọi người vào một cái bàn chơi mọi người ít nhất cũng phải vào được cỡ 5 6 ván thì mọi người hãy lên vốn để mà đầu tư chơi. Còn ít hơn thì mình nghĩ là mọi người không nên chơi làm cái gì. Bởi vì sao? Thứ nhất là ví dụ vốn tối thiểu con 500 đi. Vào ván đầu thua. Ok, còn 400k đúng chưa ạ? Ván thứ hai vào 100k lại thua. Thì thua mất 200k tổng hai ván rồi đúng chưa? Vẫn còn 300k. Nhưng mà đến cái ván thứ ba thì lại thắng, thắng thì bây giờ lại còn âm có 100k thôi, xong ván thứ năm lại thắng, thắng thế là mình lại hề vốn rồi đúng chưa ạ? Còn bây giờ ví dụ mà vốn các bạn có 200k, ván thứ nhất thua còn có 100k, xong ván thứ hai lại thua, thế là thôi hết sạch vốn rồi thì ván thứ ba bạn lấy cái gì ra để mà gỡ nữa bây giờ? Phải không ạ? Thế nên là mình mới bảo là vốn bao nhiêu là tùy ở mọi người, nhưng ở ít ra cái số vốn đó cũng phải vào được 5 ván đến 6 ván thì mọi người hãy lên vốn để vào chơi chứ ít quá hai ván đã thua hết rồi thì bây giờ mọi người lấy cái gì ra mà gỡ lại nữa bây giờ phải không ạ đã đầu tư thì mọi người phải tính đến những cái trường hợp xấu nhất để mà có cái cách khắc phục chứ không phải là đầu tư xong xong rồi gặp rủi ro không có cái gì để khắc phục xong là thôi luôn thì đương nhiên là mọi người lỗ rồi cái thứ hai là mọi người phải đặt ra cái mục tiêu cái mục tiêu chốt lãi và cắt lỗ cho từng lần chơi. Ví dụ như hôm nay là vốn là 500k đi, lãi đến 300k đến 500k là mình sẽ nghỉ, mà lỗ xuống còn 200k thì mình cũng nghỉ, không bao giờ để được trắng tài khoản cả. Tránh cái trường hợp là mình để cháy cái tài khoản của mình và phải ghi lại vào trong nốt vào trong điện thoại hoặc là ghi ra một quyển sổ riêng ví dụ một tuần mình sẽ tổng kết một lần xem là chốt lãi hay là cắt lỗ để tìm ra cái hướng giải quyết cho cái tuần mới của mình như thế nào cho thật là hiệu quả nếu bạn coi nó là đầu tư ấy, thì nó sẽ là đầu tư còn suy nghĩ thì nó sẽ tạo lên cái hành động thôi còn cái thứ ba mà mọi người cần phải lưu ý cho mình đó là cái khung giờ chơi nên tránh chơi vào cuối tuần cũng như là những cái ngày thứ bảy chủ nhật đấy và các cái khung giờ có cái đông người chơi bởi vì sao bởi vì khi đông người chơi ấy, mình sẽ rất là khó ăn và cái trang nó sẽ không nhả để cho mình được lợi nhuận nhiều như các khung giờ ít người chơi. Và đấy là cái kinh nghiệm mình rút ra sau nhiều lần chơi hầu hết ở các cái trang game mà mình đã từng chơi. Và đặc biệt là mỗi lần chơi thì mọi người chỉ nên chơi 30 đến 45 phút thôi nhá. Thắng hay thua gì thì mình cũng nghỉ. Chơi lâu nó không mang lại cái hiệu quả tốt mà nó sẽ khiến cho đầu óc của mọi người nó mệt mỏi hơn và nó sẽ không phán đoán được một cách chính xác cái thứ tư đó là cái tâm lý chơi đó là thứ nhất là mọi người không lên chơi cái lúc nóng giận này không chơi lúc căng thẳng vì tâm lý sẽ không kiểm soát được và sẽ rất hay là all in và sẽ dẫn đến là cháy tài khoản và sẽ không kiểm soát được cái nguồn vốn của mình và cái cuối cùng mà mọi người cần phải lưu ý cho mình đó là phải luôn luôn trau dồi và học hỏi thêm các cái kiến thức vì bất kỳ một cái lĩnh vực nào cũng thế muốn kiếm cơm gạo thì ta phải học hỏi và rút ra kinh nghiệm thì mới có thể là đầu tư lâu dài được phải không ạ và ở cái video hôm nay là 5 cái điều mà mọi người cần lưu ý trước khi lên vốn để chơi cái trò chơi sóc đĩa online này. Mong rằng những cái lưu ý của mình chia sẻ ở trên đây sẽ giúp cho mọi người có những cái suy nghĩ đúng đắn hơn về cái trò chơi sóc đĩa online này và sẽ giúp ích được cho mọi người trước khi mà xác định đầu tư ở trong cái trò chơi sóc đĩa online này nhé. Và cái video ngày hôm nay thì mình cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo của mình với những cái mẹo chơi và các cái phương pháp soi cầu ở trong cái trò chơi sóc đĩa online này. Đấy đều là những cái kinh nghiệm và những cái mẹo mà mình đã từng áp dụng ở trong cái trò chơi sóc đĩa online này. Và mình sẽ chia sẻ đến với mọi người ở cái video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.